Giống như Hà Nội Buffalo, Cần Thơ Catfish bước vào trận đấu thứ tư tại VBA 2020 với cùng một kịch bản. Cả hai đội bóng đều thua hai trận đầu tiên và thắng trận đấu gần nhất trước khi chạm trán nhau. Giữa hai đội bóng có rất nhiều điểm chung tại VBA 2020 là chứng kiến sự khác biệt tới từ cái tên Tâm Đinh. Trong lần đầu tiên đối đầu với cậu em trai tại VBA, ngôi sao số 23 của Catfish đã có những phút thi đấu đầu tiên bùng nổ. Ghi tới 15 điểm trong hiệp đấu đầu tiên, Tâm Đinh là ngôi sao sáng nhất trên sân để giúp đội bóng miền Tây vươn lên dẫn trước 28-18. Sang tới đầu hiệp 2, 4 điểm liên tiếp của Leon Hampton đã khiến khoảng cách hai đội lên tới 14 điểm. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm cậu em trai của Tâm Đinh lên tiếng. Sang giữa cú đăng ấn tượng của Mike Bell và hai tình huống ném 3 điểm thành công của Sang Đinh, 8 điểm liên tiếp của Hà Nội Buffalo khiến trận đấu trở lại cân bằng hơn. Ngược lại, Tâm Đinh chỉ có 2 điểm trong hiệp đấu này, trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của anh trong hiệp đấu đầu tiên. Thế trận giằng co liên tục được tạo ra cho tới thời điểm còn hơn 2 phút trước giờ nghỉ, huấn luyện viên Wessling quyết định để Mike Bell ra nghỉ nhằm giữ sức cho anh ở nửa cuối trận đấu. Các cầu thủ còn lại của Hà Nội Buffalo vẫn thi đấu đầy nỗ lực để giữ khoảng cách chỉ là 43-37. Tuy nhiên, những toan tính của Hà Nội Buffalo diễn ra không đúng với kế hoạch của họ. Sau giờ nghỉ, cú ném 3 điểm khó của Lê Hiếu Thành và Phạm Hiền Tài giúp Cần Thơ Catfish liên tục nới rộng khoảng cách về mặt điểm số. Hà Nội Buffalo trong khi đó gặp rất nhiều khó khăn ở khâu tấn công khi mà vòng trong bức tường Leon Hampton quá cao với sải tay cực dài, sẵn sàng dành tặng các cầu thủ áo trắng như cú block. Dường như bắt buộc một toàn sân là quyết định buộc phải đưa ra của huấn luyện viên Whistling. Hà Nội Buffalo bắt đầu lên được điểm số với những tình huống gây áp lực lên toàn sân. Kết thúc hiệp 3, tỷ số là 66-56 nghiêng về phía Catfish. Mọi thứ ngày càng trở nên tuyệt vời với Hà Nội Buffalo khi họ giữ được tinh thần thi đấu xuyên suốt hiệp 4. Sự xuất sắc của Sang Đinh, Mike Bell, Đinh Tiến Công và Nguyễn Tiến Dương giúp đội bóng thủ đô ngược dòng vượt lên dẫn trước 81-78 khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút. Tuy nhiên, Catfish vẫn còn những ngôi sao đủ sức thay đổi trận đấu và cú ném 3 ở góc không đội của Lê Hiếu Thành chính là minh chứng cho điều đó. Catfish sang hòa 81 đều trong sự kịch tính tới ngàn thở tại VBA Arena. Hà Nội Buffalo đã rất nỗ lực nhưng chiều cao của Leon Hampton thật sự khiến họ bất lực. Với một tình huống phản công và bắn offensive rebound dễ dàng, trung phong của Catfish ghi hai điểm quan trọng để giúp đội bóng miền Tây vượt lên trước khi Tâm Đinh dứt điểm trận đấu với một cú ném phạt. Vượt qua Hà Nội Buffalo với tỷ số 84-81, Cần Thơ Catfish có trận thắng thứ hai liên tiếp. Rõ ràng sau hai thất bại, đoàn quân của huấn luyện viên Jordan Collins đang trở lại vô cùng mạnh mẽ.